Biết sao không, bữa hôm thì em cũng nhận được cái hình ảnh này. Thì là hình ảnh này là hình ảnh gì chị? Là khi này là mẹ con đi đâu? Dạ đi. Trong này thì có tên chồng không? Dạ không, đây là bên ngoài em còn Ý là có tên ba bé này không? Dạ không ạ. Ủa vậy ba bé đó hiện tại khổ nhập khẩu thì ở cái nào? Dạ đó. Ui à, cái này làm lâu chưa? Dạ mới làm. Sao tình trạng là chưa kết hôn? Dạ ý là Đồng mến chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đến với video tiếp theo của Đồng. Lời đầu tiên, Đồng gửi lời chúc sức khỏe tới quý nhà hảo tâm, quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Đồng đang có mặt ở quận 12 thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Thì ở video trước, Đồng đã quay một hoàn cảnh rất là thương tâm, là của một bé trai không may bị bỏng và hình hài giờ thì giống như là người quá hóa rồng vậy. Quý cô chú anh chị rất là thương tâm. Khi Đồng đăng tải video lên thì nhận được rất là nhiều ý kiến trái chiều khác nhau. Có những cái bình luận nói rằng là đã gặp chị từng bế người con này đi ra chợ xin ăn và kiểu như là chăn dắt trẻ em, quý cô chú anh chị. Cũng có nhiều bình luận nói rằng là chị không thật thà vì ngôi nhà của chị hiện tại ở trọ thì trống trơn, giống như là ở nay đây mai đó không cố định. Do vậy thì hôm nay thì Đồng quay trở lại đây để xác minh sự thật này có đúng hay không. Và cũng có nhiều tin nói rằng là cái bỏng của bé trước đây là do chị gây ra, thì Đồng cũng muốn tìm hiểu rõ hơn để người tốt thì không bị tổn thương và sau này còn tổn thương bé về sau dài nữa. Thì con chào cô, cho con gắn thế này trò chuyện với cô xíu. Thì ở video trước thì Đồng có vô tình gặp cô ở đây, cô bán bánh tráng trộn trước nhà của cô đúng không cô? Đúng rồi. Dạ, thì cô cũng là hình như là người thân của cô là chủ trọ ở đây. Đúng rồi. Phòng trọ ở đây là của ông chú quản lý. Dạ. Mình cũng giống như là mượn cái xăng để buôn bán vậy đó. Dạ, là cũng ở đây suốt cô ha? Đúng rồi, chị ở đây là suốt. Dạ, thì khi con đăng tải video lên cô thì nhận được rất là nhiều ý kiến, gọi điện có, nhắn tin có, nói là đã từng gặp chị bế người con này xin ăn ở chợ. Ừ. Chợ hình như ở đây là chợ Lạc Quan đúng không? Đúng rồi, chợ Lạc Quan. Thì cô đã bao giờ mà thấy cái cảnh đó chưa cô? Bồng con ở đi chợ Lạc Quan này, tôi là ở chợ Lạc Quan này là gần như là suốt ngày tôi ở ngoài chợ nhiều hơn ở nhà đó. Tại dạ. Con nhiều có tôi bán, trước đây là tôi bán cơm. Thế sau cái dịch rồi ba vắng quá tôi nghỉ bán cơm. Cho nên là chuyện chợ búa ngoài đây là gần như là tôi tiếp xúc rất là nhiều. Dạ. Cái cô này mà nói bồng con đi sinh hình như là chưa gặp. Dạ. Chưa gặp ở chợ của mình thôi, còn ở chỗ chợ khác thì chị không biết. Dạ. Giả sử như cho dù cho họ có đi ăn xin hay đi như thế nào đi chăng nữa cũng hoàn cảnh khó khăn thôi chứ. Yeah. Nếu mà người ta khá giả chẳng ai tạo cho mình cái nghiệp ăn này cả. Yeah. Em hiểu không? Yeah. Giả sử như người ta muốn đi làm nhưng mà do không có ai giữ con giùm cho nên buộc là phải bồng con đi để mà. Yeah. Như vậy nói vậy chứ mình ở trong hoàn cảnh của người ta mình mới hiểu được hoàn cảnh của người. Yeah. Ta chứ còn mình nói không phải là nói theo kiểu mà khách quan á thì mình nhìn nói giả mạo hay gì thì ở đây thì chị cũng biết, ở hồi đó thì ở đâu thì chị cũng biết, nhưng mà mới vô ở phòng trọ ở đây là được cũng mới gần đây thôi cho nên là hơn tháng chứ cỡ đó đó, cỡ hơn tháng. Yeah. Thì chị chỉ thấy là ở nhà thì ban ngày thì thấy ở nhà nhưng mà ban đêm thì đi làm gì đó. Khi mà tôi bán xong xe này tôi kéo tủ vô đâu khoảng 11 giờ á thì thấy cổ xách một bịch đồ ăn về, hỏi đi đâu về thì hỏi là đi làm về, mới đi làm về rồi. Vậy thì mình biết mình đi làm thì hỏi làm ở đâu thì kêu là phụ quán ăn cho người ta. Yeah. Đó, kiểu như là rửa chén rửa bát gì dọn dẹp gì đó. Cái nó ủa vậy lúc mà đi này đi vậy thì ai giữ cháu, thì chị mới nói là ban ngày thì ảnh chạy xe ôm còn chiều tối ảnh về là bắt đầu em đi làm. Yeah. Đó là vậy đó, thì mình chỉ biết vậy thôi. Yeah. Còn thiệt sự là thấy bé phỏng mà cái gương mặt của bé thì tôi nhìn thiệt là giống mẹ thiệt, chứ còn nói chuyện mà giả mạo bồng con người ta làm thì đó là không phải rồi. Dạ. Nó cái đứa nhỏ này nó giống mặt gương mặt của mẹ nó thiệt đó. Dạ thì hôm nay con thì nghe nhiều thông tin trái chiều vậy đó, thì con cũng muốn giúp đỡ cho bé. Đúng muốn rồi. Giúp đỡ cho chị thấy. Đúng hoàn rồi. Cảnh rất là thương. Ừ. Do vậy con tới đây để xác minh xem lại có đúng không không. Ừ. Thì để xác minh đúng con của chị hay không thì khi lát nữa con lên gặp chị đúng con rồi. Sẽ nhờ chị xem cái hộ khẩu là đúng biết. Rồi hộ khẩu đúng với không? Cái khai sinh đúng rồi đó. Dạ. Là cái với đó là giấy khám bệnh. Khám bệnh đúng. Dạ. Rồi em nói chính xác. Dạ. Còn cái chuyện mà nói người ta đi xin ăn thì chỉ có người xấu chứ không có nghề xấu đúng. Dạ. Không em, họ làm bất cứ cái nghề gì đó
không bao giờ xấu, chỉ có người mình xấu. Đi xin ăn là cực kỳ lạ, không ai giữ con được, buộc lòng phải bồng con để mà xin ăn, bước đường cùng, cái đó là bước đường cùng. Ai cũng có lòng tự trọng hết. Đó, cho nên là nếu mà cảm thông được thì cảm thông, chứ đừng có nghĩ là cái chuyện mà đi xin ăn đó mình soi mối vô bà này đi xin ăn, không phải đâu. Đó, chị nói thiệt, nếu mà thiệt như là những mạnh thường quân, nếu mà cảm thấy mình giúp được thì mình giúp, còn tìm hiểu thì đó, những gì chị biết thì chị sẽ nói như vậy thôi. Chị cũng nó cũng ở đây, chị cũng rất là nhân từ nhân ái. Đây là chị cũng giống như chị mua vé số, tuyệt đối không bao giờ chị mua những người mà tay chân mạnh khỏe. Chị mua những người đuôi mù với lại già cả, chị để làm chi? Người ta bước đi của người ta chậm chạp, người ta mình mua vậy để người ta nhanh hết, để người ta về. Còn trúng hay không đó là do mình có duyên. Mình có từ thiện này kia, mình có cho đi thì mình mới được nhận lại. Em hiểu không? Bản thân mình còn thiếu thì làm sao mình đi từ thiện được? Thì cái đó đâu ra? Bởi như đạo Phật đó, cái gì cũng vậy, có cho thì sẽ có nhận, mình chưa cho thì sẽ không nhận, mình chỉ đây là giúp đỡ thôi. Cho nên ở đây chị nói ngược lại thật cái ý của chị, nếu mà giúp được thì giúp, còn như cái chuyện như người ta nói thì em muốn lấy xác minh rồi, giờ cái đó em vô coi giấy tờ là chính xác. Còn ở đây chị chỉ biết bấy nhiêu đó thôi ha. Đó là vậy đó. Em cảm ơn chị, chúc chị nhiều sức khỏe nhé. Đúng rồi. Chị ở đây chị cũng thương người lắm, hồi đó ở nhà trọ chị nè, có cái thằng đó để coi thằng Miễn, nó tên Miễn, nó bị hư thận rồi, nó đi ra ngoài bệnh viện tâm trí đây nè để mà chờ thay thận gì đó. Rồi hôm nay có mạnh những nhiều, nó cũng đăng lên, nhiều người cũng tới cũng giúp đỡ, nó cũng cho, nói chung là cho gì thực phẩm mà lúc trong cái mùa dịch thôi. Chứ còn điều trị hay gì là cũng tự nói mình chung lo hết. Chị hôm nay thì em tới đây bất ngờ, không có thông báo cho gia đình của chị kia biết. Đúng rồi. Để nếu mà đúng là xin ăn thì giờ này là đi đi xin. Đúng rồi. Và nếu mà có cái đó gì điều gì đó không đúng thì là mình tới bất ngờ sẽ thấy hết. Đúng rồi. Vậy còn con cảm ơn là rất là nhiều. Thường như chị biết, giả sử như là ở nhà trọ em cứ nghĩ đi, tại sao ở chỗ này chỗ kia, tại sao đây, chị cũng là chủ ở nhà trọ chị biết lắm chứ. Nhiều người em biết không, không có khả năng chi trả tiền nhà trọ. Em hiểu chưa? Chợ ở đây cái người ta kêu đóng tiền nhà trọ, không có tiền, cái ta không có tiền mờ ra, cho nên là buộc lòng phải dọn đi, đi ở tới ở chỗ khác đóng được một tháng, giả sử như đóng được 2-3 tháng, những tháng tiếp theo lại không có tiền đóng, chủ nhà trọ lại mời đi. Chính vì vậy cho nên cuộc sống của họ là cuộc sống du mục, nó không có ổn định. Khi em quay video á thì quý cô chú anh chị xem kênh thì có nói là trong phòng trọ không có một thiết bị gì, đúng hết. Rồi. Không có nấu ăn, không có đồ đạc giống như là ở nay đây mai đó vậy. Đúng đó. Rồi. Thì em biết là gia đình là ăn gì cô hả? Ở đây là thường xuyên hả? Ăn như là ra đây nè, lúc mấy bữa là em của chị bắn bắp bắn khoai, là mua bắp bắn khoai. Đó, bắp khoai trước này nè, bữa đây là Tết là nghỉ rồi. Bữa hôm nay tới là thấy rồi đó. Còn đi tới giấc á, em cứ nghĩ đi. Con cái thì nhỏ nhỏ bầm trên tay, nó bị phỏng là cái sự việc đó người ta sẽ ám ảnh cả một cuộc đời. Là người ta bây giờ ở nhà trọ đâu phải ở nhà mình đâu. Cái đầu đụng với cái toilet, em thấy không, bét nút một bên chân như vậy là sao, con nít nó sao, đương nhiên là nó sẽ, người ta sẽ cảm giác được sợ, bị một lần tới sợ rồi. Cho nên cái đó là có cũng cái thiệt của ta, thay vì người ta bắt một cơm người ta có thể ăn một ngày trong giờ 50 ngàn 200, nhưng lần này ăn cơm tiệm một bữa là 100 ngàn rồi, em thấy không? Cô bán đồ đi, con cảm ơn cô nhé. Đấy chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ con lên thăm gia đình cho con gửi xe xíu nha cô. Đạt đó, chồng nó bảo là chặn không ra. Vừa rồi thì Đồng đã trò chuyện với một người chị là cháu của chủ trọ ở đây, quý cô chú anh chị. Thì chị cũng chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình ba mẹ con. Thì hôm nay thì Đồng muốn tới đây là không có thông báo trước, để giống như tới bất ngờ để xem hiện tại thì gia đình như thế nào, có đúng như những lời chị tâm sự hay không, hay là có một cái điều gì uẩn khúc ở sau câu chuyện về những cái vết bỏng cũng như hoàn cảnh của gia đình nhé. Thì chị thì sống ở lầu trên, bố ông Đồng thì có tới đây ghé thăm một lần rồi. Thì Đồng cũng hy vọng những cái thông tin trái chiều khác nhau thì không có đúng, tại vì nhìn bé cũng rất là tội luôn. Ở phòng chị thì ở ngay chiếc dép kia kìa. Thì hiện tại không biết là gia đình còn ở nhà hay không, tại vì Đồng hôm nay cũng tới bất ngờ quý cô chú anh chị. Ôi, em chào anh.
Chú chào con gái. Em chào chị. May quá tới gia đình ở nhà. Dạ em chào anh. Chờ em gắn cái mic trò chuyện anh xíu nhé, nay mới gặp anh. Dạ. Bữa hôm tới thăm thì hình như anh đi làm rồi. Chị ngồi sát vô anh đi chị, lấy nói tiếng cho nghe. Dạ em chào anh chị nhé. Hôm nay thì hôm trước thì em có ghé thăm chị một lần này, nhớ không chị? Dạ nhớ. Dạ hôm nay thì em nghe thông tin là gia đình cũng sắp về quê á, do vậy thì cũng tranh thủ ghé lại để gửi những món quà của nhà hảo tâm để gia đình mình có kinh phí về quê anh. Dạ vâng. Dạ bữa hôm tới thì không có gặp anh, là anh thường ngày là công việc làm gì anh? Bữa em đi phụ với ông anh. Dạ. Chứ vừa rồi là cái đợt trước đóng cái tiền trọ bên kia kìa, bên trọ bên cái nhà trọ bên kia, rồi sau cái chuyển qua đây hơn tháng là phải cầm xe rồi, đâu có chạy xe thổ nữa đâu. Là ngày xưa chạy xe thổ? Mới đây này là phải đóng bên kia, nghĩa là phải ngừng đi phụ. À dạ. Nghĩa là thời gian gần đây khó khăn quá, là cầm cái xe thổ cái là, đi. Mình là chuyển qua đây là mới được đến đây chắc có được tháng rưỡi. À dạ. Còn ủa, xe thổ cầm giờ có chuộc đúng không anh? Thì tính thực còn ở bên mình cầm nhiều không? Bên kia là được ở được 3 tháng. Là dạ. Tính là lên đây mấy 4 tháng mấy. Dạ. Dạ. Là ở bên kia 3 tháng thì qua đây 1 tháng mấy? Bên kia gần 3 tháng. Dạ. Gần. Dạ hồi nãy thì em vô thì thấy là những bước chân của anh rất là khó, là anh chân có bị làm sao không anh? Chân em ngày xưa cũng bị bỏng giống cú. À, ôi, bị bỏng dữ hả? Ủa là bị dưới bàn chân luôn hay sao anh? Nó bỏng nó teo lại. Bên này nữa này. Ủa cái bàn chân này là anh bị làm sao à? Nó bị bỏng. Bị bỏng không anh? Bị bỏng hả? Dạ, xưa nhỏ. Bây giờ. Dạ vậy thì giờ anh đi làm việc cũng di chuyển thì chắc cũng khó khăn anh ha. Được dạ. Chị để bé chơi đi không sao đâu. Ờ thì quý cô chú anh chị, hôm nay thì mới được gặp người cha của bé này. Thì anh cũng rất là thương, lúc nhỏ thì anh cũng bị bỏng giống bé luôn. Mà đôi chân của anh hiện tại thì giống như bị tật luôn hay sao anh ha? Đi lại thì rất là khó khăn. Dạ, chị ơi. Thì bữa hôm thì em đăng tải video lên á, wow. Thì nhận được rất là nhiều cuộc gọi từ quý nhà hảo tâm và người xem kênh. Thì có rất là nhiều thông tin, hôm nay em muốn tới đây có vợ chồng anh chị này. Thì em muốn xác minh. Trước khi xác minh thì em có những cái câu hỏi thắc mắc của quý nhà hảo tâm á, với người quý cô chú anh chị xem video á. Thì nếu mà có gì mà không phải thì chị đừng có buồn em nhé. Dạ có gì đâu ạ. Dạ đầu tiên đó là cái thông tin là ngày xưa bé bị bỏng như vậy là do chị gây ra, là cái việc đó không biết đúng hay sai chị? Dạ hồi xưa đó em cũng nói là hồi xưa là ở dưới bếp là ướt hết em mới nấu cái nồi cơm, nồi áp suất cái nồi cơm á, thì cho cháu thì đi từ trong phòng đi ra thì cháu giỡn cho đẩy cái hất cái nồi xuống là ướt củi. Cái thông tin đấy là do mẹ là sai suất. Là ở dưới dãy em ở dưới quê là có cũng cái nhà cũng nhỏ nhỏ nhưng mà có cái ghế nhựa, ghế đỏ á, cái nồi áp suất là nồi cơm nếp bỏ trên đó. Anh ấy là mới tập đi là chập chững này, mới 12 tháng mấy là chạy mới biết đi, mà mẹ là đi lấy tô để cho ba tô là ba đứa thôi mà, còn em đi lên dãy rồi, lên dãy để phát cỏ cho nó, là không biết làm sao là nó chụp vô cái nồi là đang mở, do mẹ là mình sai suất là mở cái nồi điện là đang cắm chín rồi. Dạ. Là anh lại anh với nó phát là chụp phục thôi. Dạ. Là từ đầu đến nửa đầu xuống luôn. Dạ. Hết luôn. Thì hiện tại nhìn bé thì rất là thương, nhưng rồi mà có những cái thông tin trái chiều như vậy thì em cũng muốn có chị có anh ở đây, hôm nay thì gặp anh thì em cũng nói muốn... chung là do mẹ là bệnh bất cẩn sơ suất là chạy xuống bếp. Dạ. Kiểu có hai phòng cái nhà như kiểu bồng ra bồng bao cái nhà giữa hình chữ L. Dạ.
Và có một cái thông tin nữa là có một số người ở địa phương ở đây á, thì có gọi cho em nói là thấy chị bế em bé có khuôn mặt kỳ lạ đi ăn xin. Thì cái đó có không chị? Chị cứ có gì dạ, chị cứ nói thật. Không ạ, em đi phụ quán thôi anh. Em phụ quán thôi. Thì có thông tin như vậy thì em muốn hỏi chị á. Dạ không, em nói thì còn 3 ngày thì ảnh đi đi làm ban đêm thì em đi phụ quán. Có một bữa là em cũng nói thì có một bữa em đi ẩm con cô em là đi đi phụ quán vợ dưới bên Tân Phú á, mà một tháng có 4 triệu mà em ở xa quá. Em nghĩ em không làm nữa, về em phụ quán gần đây thôi ạ. Là chị đi phụ quán thôi đúng không? Dạ. Nhiều khi phụ quán là không có ai giữ bé, chị ẵm đi theo đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, do là... Chứ cái câu chuyện mà người dân địa phương đây có gọi cho em nói là thấy chị bế bé đi ăn xin thì cái đó không có hả chị? Dạ không ạ. Em đi làm ở dưới Tân Phú, mà, ở dưới Tân Phú á, em làm ở dưới chỗ cái quán bán tạp hóa, nói chung quán nó cũng tạp hóa, bà kêu là em đi từ 6 giờ sáng đến 3 giờ em về. Là tháng là 4,5 triệu, nhưng em làm có một thời gian thôi để em nghỉ là không đi nữa. Dạ. Là cô nó không chịu ở nhà giữa hai đứa nhỏ này thì em phải ẩm cháu đi để cho cháu chơi. Bà chị chủ nhà đó bà nói thì thôi ẩm cháu lên chơi cho nó thoải mái, chứ nó không ở nhà thì ẩm cháu lên chơi. Thì em cũng có ẩm đi, ngày sáng nào em cũng có ẩm đi hết. Dạ. Vậy là chị ẩm bé để đi phụ quán chứ không phải là đi ăn xin như những cái thông tin mà mọi người cung cấp cho em đúng chị? Dạ. Dạ, thì hy vọng những cái câu hỏi của em thì em chỉ muốn là cho đúng sự thật á, không làm cho anh chị buồn chị ha. Vâng, đừng có buồn em nha. Không có gì hết ạ. Dạ, với lại là bữa hôm em có quay video á, thì khi em quay về căn phòng của mình á, thì mà quý cô chú anh chị với nhà hảo tâm xem kênh thì nói là căn phòng trọ thì sao không có cái thiết bị gì hết, không có đồ vật dụng, không có chỗ nấu ăn là sao chị? Do là cái này là bên kia mới chuyển qua là chưa cũng chưa sắm được cái gì, với em nữa là làm quán là kiểu đi về là có bà chị làm quán bên này là có đồ ăn luôn á. Dạ. Là đi mang về quán ăn mà. Dạ. Là do sao mình không nấu ăn là do sao chị? Do là em muốn đi làm quán về lúc nào bà nó còn cho em đồ ăn về cho nên cũng không nấu ăn mà. Dạ. Tại vì cũng thật sự cái này thì em cũng thấy thật sự trước mắt luôn là khi mà vào phòng nhà mình á, không có cái gì hết. Dạ. Nồi niêu son chảo hay là cái dụng cụ mà để giặt giũ cũng không thấy luôn. Do vậy thì quý cô chú anh chị mà khi xem kênh thì cũng có xíu thắc mắc anh. Dạ đúng rồi. Dạ. Chị có thấy là phòng mình trống trơn không? Dạ vẫn thấy. Không có gì hết luôn á. Chỉ có trên kia là đồ áo của mấy mẹ con thôi hả? Vâng ạ. Dưới này thì không có gì luôn. Dưới lại đồ chơi của mấy cháu hay chơi trên gác là chính. Dạ. Chỉ có mấy cái tô là kiểu đi. Tại đi làm thì dạ, cũng có nhiều cái đồ ăn về là lấy tô để ăn cơm thôi. Cũng có nhiều thông tin nói rằng là anh chị thì sống nay đây mai đó, không có cố định, dạ do vậy thì không có sắm. Dạ không, em mới chuyển qua từ bên Trân Hoa qua đây thôi chứ em thì vừa ở dưới Đắk Lắk lên mà. À, thì cũng hy vọng là những câu hỏi hơi tế nhị xíu thì anh chị không có chứ buồn. Tại vì em cũng muốn là đúng sự thật đó chị. Ví dụ như quý nhà hảo tâm thì nhờ em tới đây xác minh để giúp đỡ thì muốn giúp đỡ đúng hoàn cảnh. Ví dụ thấy bé... như ở dưới Đắk Lắk hay là cũng ở không có nick hả, kiểu đi là kiểu cứ làm Đắk Lắk với Đắk Nông mà cứ làm vườn á, trên Đắk Lắk hết tiệc lại xuống Đắk Nông, Đắk Nông hết lại đi Bình Phước, như kiểu ở đây là qua Tết là lại phải đi Bình Phước đi giặt điều. Thì hồi nãy thì hồi nãy thì em có nghe cái thông tin là ở video trước em ghé thăm chị cách đây cũng mấy ngày thôi đúng không? Dạ, là cũng... chị nói với em là chồng chị là chạy xe ôm xe thồ. Dạ, đúng nhưng rồi. Mà hồi nãy khi anh nói lại là một công việc khác là nó không khúc hợp nhau là sao chị? Do là ảnh cũng thời gian rồi anh cũng chạy xe ôm, anh nghỉ làm thì em cũng không có hỏi về công việc của ảnh á, thì em cũng qua về hỏi. Em nghĩ em cũng không có biết là anh có nghĩ làm cái chạy xe nữa, em không có nghĩ là anh nghĩ. Vậy là khi mà chồng chị cầm xe thì chị biết không? Nhiều khi hay mất trí nhớ. Hả? Dạ không, em cũng không biết là anh, nhiều khi anh đi làm về em cũng không nghĩ là cầm xe. Không có, ủa anh cầm xe không nói cho chị biết luôn hả?
Dạ không, cũng không nói gì hết. Tao nói là việc ai mới lo cho em còn đi làm, anh cũng không biết gì hết. Việc ảnh anh lo, việc em lo chứ giờ em cũng không có nghĩ đến là anh cầm xe nữa. Dạ. Ủa hôm nay anh không đi làm anh sao ạ? Nay anh được nghỉ hả? Dạ, hôm nay được nghỉ. Dạ. Biết sao không, bữa hôm thì em cũng nhận được cái hình ảnh này. Thì là hình ảnh này là hình ảnh gì chị? Là khi này là mẹ con đi đâu? Dạ đi chơi lên chợ chơi, chơi nên là em đi lên chỗ bà chị em chơi. À dạ. Chứ cái hình ảnh này không phải là bé bé đâu đi ăn xin đâu đúng không? Dạ không, nếu em đi ăn xin thì em mang đồ đi đâu, có mang đồ gì đâu anh. Dạ. Tại vì những cái thông tin giống như là nhiều người cứ nói là giống như chị là vấn đề bây giờ là giống như là chăn dắt trẻ em gì đó. Dạ. Là bé những cái đứa bé mà bị tật nguyền như vậy thì để đi xin lấy lòng thương hại của nhiều người. Do vậy thì em cũng muốn cùng với chị với anh, hôm nay thì may mắn có anh ở nhà thì cũng để nói rõ cái sự việc này chị. Là không có đúng chị? Dạ không, nếu mà em không tin thì em dẫn xuống chỗ em làm gì đó là sẽ gặp người chủ nhà đó là nói là thấy chị. Đúng rồi. Và thực sự là khi mà bữa em tới để thăm gia đình mình á thì em có hỏi người giới thiệu là nói là trước đây đến giờ thì chị đã được một kênh nào quay giúp đỡ hay chưa, thì cái anh đó thì nói là chưa, nhưng mà hôm nay thì sáng tiện em có chị ở đây này với em với chồng chị ở đây thì trước đây thì đến giờ thì có kênh nào đã tới quay để giúp đỡ gia đình mình chưa chị? Kênh có anh xe ôm. Anh xe ôm là anh giới thiệu cho cái anh nào quá. Là chị cứ nói thật đi chị, cứ nhìn, dạ, nhìn dạ, cho em đây. Nói thật là có kênh nào chưa? Dạ em cũng giấu gì anh, có hôm đó là anh Danh là giới thiệu cho có một anh nào với một cái anh đồng lớn tuổi với một anh thanh niên á, dặn đến quay em rồi quay xong rồi cũng nói là khi nào có dịp thì anh sẽ lên đây. Anh quay xong rồi quay trực tiếp như anh như này thì anh cũng hỏi qua sao rồi hỏi qua loa cho mà để anh đi về ạ. Dạ, thì em cũng nghe nói nhiều thông tin nói là thầy ơi thì chị đấy đã được một kênh quay và giúp đỡ rất là nhiều rồi. Dạ không, lúc đó anh đã quay xong anh đó là có cái bà nào á là ba người đó là mỗi người cho em 1 triệu, là ba người là cho ba đứa nhỏ em 1 triệu, là có đúng có 3 triệu bạc là trong tay em có cầm 6 tờ 500 thì 3 triệu, ba người đó là cho ba đứa nhỏ em là 3 triệu. Dạ. Dạ chỉ có 3 triệu thôi chứ còn ngoài ra cũng không có số tiền lớn nào hết bạn. Dạ. Dạ thì cũng không có giấu gì hết á. Đó là lúc đó mà lúc anh trao tiền em cũng cầm số tiền đó, anh nói là cái cô chưa có hai mấy cái cô đó là cho ba đứa nhỏ là ba mỗi đứa 1 triệu, là ba đứa 3 triệu, là thành là 3 triệu, là mỗi đứa 1 triệu là ba đứa thành 3 triệu đó. Dạ. Lúc đó em anh dỡ ra là đúng là 6 tờ 500 thì thành 3 triệu bạc. Dạ. Ờ, chị thì có giấy tờ gì về ba bé không? Với lại sổ khám bệnh bé không cho em xem? Dạ, giấy tờ thì có 1 đứa này thôi chứ còn 3 đứa kia thì 2 đứa kia thì em có kiểu mới coi dưới chỗ của này của cô em. Giấy thì... giấy đồ đây thôi chứ còn ngoài ra em không có. À, chứng sinh của em đây, hộ khẩu của em nhà em. Không, nhà em thôi chứ nhà chồng. Em bây giờ đến nội kẹt trên này thì chưa làm được căn cước, chưa về kịp làm luôn. Dạ. Yeah. Trong này thì có tên chồng không? Dạ không, đây là bên ngoài em còn... Ý là có tên ba bé này không? Dạ không. Vậy vậy ba bé đó hiện tại khổ nhập khẩu thì ở cái nào? Dạ đang em đợt này qua Diên bắt người ta bắt là em phải về giấy chứng sinh đâu. À về Gia Lai làm chứ không cho. Ý là mình... có giấy khai sinh ba bé không? Dạ còn mỗi có một cô thôi, mấy giấy kia là em gửi với bác hết rồi. Hai mấy cái giấy nhà là gửi với bác, còn mỗi cái cô em mang đi thôi. À dạ. Gửi ông anh thứ hai này còn giấy cho con. Huyện là gì đấy? Huyện Việt Sê Bà Rông. Cái giấy chứng sinh của cô... Đây. Để em coi cái hồ sơ bệnh bé xíu coi. Đây. Không, cái này không phải là em... cái gì đâu mà em muốn là... xác minh cho rõ. Rõ ràng để phía nhà hảo tâm an tâm để giúp đỡ cho bé thôi. Dạ, em thấy giấy hồ sơ của em đi viện còn của nguyên ra này. Cái này là giấy ra viện này. Dạ đúng
Nhi Đồng 2. Dạ, vẫn có em ở dưới đó. Bỏng độ 2, diện tích 25%, vùng ngực bụng do nước sôi. Phương pháp điều trị là đặt trị phòng ghép da, đúng chị? Dạ đúng rồi. Đó là đợt đó, bác em làm giấy cam kết á. Có cái giấy chứng sinh của cô nào? Trong này sao á? Vừa lấy một cái giấy chứng sinh. Ủa đây là, ủa hai bé này thì... Giấy tờ ở dưới nhà bác hết á. À dạ. Mua mang mỗi cái thằng cô này vừa rồi đi để đem tới khám lại đó. Nhất khi đi lâu rồi tới khám lại trên đây á, em mang đi thẳng, mang đi theo. Dạ. Còn mấy đứa giấy tờ của mấy đứa nhỏ đi, hai đứa kia thì ở dưới nhà bác. Giấy này là giấy của mẹ, là giấy thì của mẹ, nhưng mà chưa lấy căn cước. À. Cái nào không mang tại địa phương xác nhận luôn. Ui à. Cái này làm lâu chưa? Dạ mới làm. Mới em. Ủa, sao sao tình trạng là chưa kết hôn? Dạ ý là ở bên đó nó kêu là em chưa đăng ký thì nó gọi là chưa kết hôn ạ. À. Ủa hai vợ chồng thì có giấy kết hôn không? Dạ chị em chưa đăng ký, em chưa đăng ký, đợt này em qua Tết em mới đăng ký ạ. Sao? Chưa đăng ký, ở lâu rồi mà chưa đăng ký. Dạ. Ủa nghĩa là hai vợ chồng chưa kết hôn hả? Ý là em là chưa chuyển khẩu, chưa chuyển khẩu là nhà bên là chuyển trên này đâu có trên đã có đất đâu. Không, giấy kết hôn thì mình làm ở đâu cũng được mà. Không, nó bắt về trên nhà em nó làm, nó bắt về trên nhà ra làm hết. À. Nó không có ở coi con. Nó lại nó không kêu là không có đất, nó không cho làm mà. Dạ. Đâu có đất thì nguyên tư đâu. Đây này là cái này là em này. Không lớn mà bên em xác nhận. Dạ. Nhưng mà em chưa làm được vô nên phần vận làm được. Bên đấy mà xác nhận lại công an địa phương để đi làm căn cước. Bên đây đăng ký đã. Không, em thấy có cái không hiểu ở đây á, hai vợ chồng đã sống với nhau có 3 người con rồi. Đúng không? Dạ. Mà chưa có giấy kết hôn luôn. Dạ, do là rồi là nếu mà anh chị mà chưa có giấy kết hôn thì làm giấy khai sinh cho bé thì sao làm? Dạ vẫn là về trên Gia Lai làm, nó bắt về trên Gia Lai làm theo khẩu của em á, không theo vào ba mà theo khẩu mẹ làm trên Gia Lai ạ. À. Dạ. Bắt theo khẩu mẹ. Theo khẩu em được. Khẩu này con này thì có rồi mà thằng cô em thì bắt về Gia Lai làm. Có rồi, mấy đứa kia hai đứa kia thì có rồi mà cô em bắt về Gia Lai làm khẩu. Ôi trời, cái giấy này là của anh đúng không? Dạ. Anh là tên gì? Nguyễn Trọng. Ủa sao tình trạng kết hôn là đang có vợ chồng? Mà của chị lấy mỗi bên lại đi kiểu bên như bên Nga bên khác, bên đây khác, nó ghi khác mà anh nói ý em... là người nhà xác nhận là dưới lên. Dạ. Ý là cái này là công an mình viết bày cho em để lên đây làm lại. Dạ. Thì bệnh tình của bé thì đúng sự thật rồi, tại vì nhìn vào bé là biết rồi chị ha. Vâng. Là biết phòng như vậy rồi. Còn về vấn đề tình trạng hôn nhân với hai bé lớn này thì hiện tại thì ở đây chưa có giấy tờ nào hết nên Đồng cũng không có biết với cô chú anh chị. Hai vợ chồng hiện tại chưa có giấy kết hôn. Cuộc sống như vậy thì tính khi nào mới làm giấy kết hôn? Dạ em nói là bắt em phải có đất cho làm giấy kết hôn à. Đất chưa, em chưa có em. Ý là phải có phải có nhà cửa đất đai họ mới cho làm giấy kết hôn hả? Dạ đúng rồi ạ. Nghĩa là chưa làm ấy. Em chưa làm chứ lại nó bắt làm đất nè, trên nhà em nó bắt là đã ra xã đâu. Ý là trên nhà theo luật lệ trên nhà em cho thì không biết như trên em á, trên nhà là trên bố cho bố quê em á, trên bố mẹ em thì bảo là có đất có rồi nó mới cho làm giấy kết hôn, còn không có đất nó không cho làm. Dạ. Đó là trên nhà em cũng có cái vụ như vậy rồi em. Lần đầu tiên em mới gặp á là sống với nhau 3 người con chưa có giấy kết hôn á. Dạ. Cái góc nhẹ gãy hết. Là ba người con này là con của anh chị hết hả? Dạ. Bé này 2015. À. Nó 2018. Dạ. Rồi vợ chồng tính khi nào về quê? Chị? Dạ em đang bảo thứ hai từ tới này em đang tính đi về mà cũng bà chị kia bảo kêu là em phụ quán cho bà đến qua đi. Khó khăn. Muốn ở lại làm luôn thế. Ý là cũng kẹt quá nên nhiều khi ở lại làm luôn. Ủa anh là bà mấy bé lớn này chưa đã đi học chưa? Bé này chưa.
chưa ai đi học luôn hả? Ôi trời ơi, 7 tuổi mà chưa đi học luôn. Bữa hôm chị có nói chưa đi học. Dạ. Đi làm rẫy đi ở đâu, đi công đi làm. Ngày xưa là anh làm rẫy hả? Thì toàn làm rẫy đó, trước giờ là toàn làm rẫy. Không biết sao nhìn anh rất là ốm yếu luôn, cái chân nó teo hết rồi hả? Teo hẳn đi nè. Dạ. Ba bé lại đây chơi nè, lại đây ngồi nè con. Coi con cái nước quả. Lại đây con trai, này chú cho này. Chính là em mới đi làm rẫy là do mà mình không nhà không chỗ là đi là nhà chủ họ có nhà rẫy, rẫy họ có luôn đi đâu họ có. Ủa, nghĩa là trước khi tới giờ ở dưới địa phương là hai vợ chồng không có đất đai, không có nhà cửa hả? Rồi bên anh thì sao? Bên chồng thì sao chị? Dạ cũng không có, nói chung thì có ba anh em là anh trai đầu, anh trai giữa là anh trai này là anh trai út trong nhà là mạnh ai người đó làm chứ không có. Ý là cha mẹ cũng để lại một miếng đất nào? Dạ không, ông nội thì nói chung thì ông nội từ xưa là từ hồi lâu đến giờ là không có giờ có đất ở thì anh lấy vợ lấy chồng thì tự lập thì mới mua cái tiền. Dạ, thì ba nghĩa là giờ gia đình thì cũng gia đình cũng muốn về quê ăn Tết nhưng mà hiện tại chưa có tiền hả? Dạ vâng, em cũng chưa có tiền, em đang ngập ngừng nghĩ nên đến. Đừng có leo con, té. Cái con đó hả? Đang bảo là bà chị đó hôm qua bà nói gì thôi cố gắng em cố gắng ở lại giúp chị đi đến rằm tháng giêng rồi qua giêng về cho nó qua giêng về cho nó thoải thả. Giờ chị em có người phụ quán, em cũng nói là do là tuần vừa rồi em báo là đến thứ mai ngày mà em làm được tối mai nữa, tối mốt là em nghỉ luôn. Tối chủ nhật là em nghỉ luôn, bà chị nó hôm qua sáng nay em xuống em mua đồ ăn đó chị nói thì em cố gắng giúp chị mấy bữa ngày Tết đi. Là chị bán từ 25 cho đến mùng 1 đó nghỉ, mùng 1 chị nghỉ mùng 2 đầu chị bán lại đến trầm rồi chị nghỉ là em về quê cũng được. Nhưng chị giữ cho em lại, em về em hỏi chồng em thì chồng em nói là tùy em thích làm hay không thì tùy em. Thì hôm nay thì thật sự đó, em tới đây thì có gọi cho chị trước không? Dạ không, em không có gọi. Em đang ngủ. Em đang tới đây thì hồi nãy tới đây thì thấy anh chị hình như mới ngủ dậy đúng không? Dạ em đang ngủ, em ngủ đây là tối em đi làm với nhiều em ngủ cứ ngủ nào. Em hỏi thật nha, một câu hơi tế nhị là có phải em tới bất ngờ như vậy mới gặp chồng chị ở nhà không? Nếu mà em báo trước thì có gặp không? Dạ cũng gặp chứ em cũng nói là chồng em hôm nay chồng em cũng không có đi cùng anh là cũng gặp anh có đi làm đâu mà à. Cũng gặp à. Dạ thì quý cô chú anh chị hôm nay thì đồng muốn tới bất ngờ như vậy để xem gia đình còn ở đây nữa hay không và có bé đi ăn xin như lời nói hay không, mà khi đồng tới đây thì gặp gia đình đang ở nhà hết và hồi nãy thì hình như cũng mới ngủ dậy luôn thì dạ. Em cũng muốn tới để tìm hiểu quay lại gia đình mình á, những cái thông tin như vậy thì một lần nữa chị khẳng định là những cái thông tin đó có không chị, có đúng sự thật không? Dạ không ạ, nếu thông tin em dám xuống chỗ trực tiếp em chỗ trực tiếp bà chủ dưới đó là em chỉ cho em là chỗ em làm luôn. Kiểu sáng nào họ cũng thấy em đi á, ổng thằng nhỏ là đi rồi người ta thấy họ nói nhiều à. Có bữa em đi cái chùa, bữa em đi trời mưa xong bà kêu bảo sao mà ổng bé đi đâu vậy, em đi làm xong để ở nhà nó không ở dưới đó nó chơi, có em làm gì thì nó đi theo em cái đó. Bà chủ nhà em bà cũng quý cũng cô em lắm, bà nói thì cho chó nó lên nó chơi được cái đường để nó ở nhà làm gì, nên đó bà cũng mua bánh mua trái cho ăn. Tại vì nhiều thông tin gọi điện cho em nói rằng là đồng ơi hay em xác minh lại đi, là hoàn cảnh đó chỉ thấy là nhà trống trơn không có gì hết, có thể là họ sống nay đây mai đó có thể tới chỗ khu vực này xong họ lợi dụng em bé rồi đi ăn xin, xong rồi thời gian họ lại chuyển chỗ khác rồi lại lợi dụng em bé để đi ăn xin. Dạ không có đâu anh ơi, cái đó thì cho em bây giờ có là do là cái công việc của em á, thì em giờ Tết nhất nơi rồi em chỉ cũng cố gắng kiếm công việc ổn định cho vợ chồng con cái để ăn Tết cho nó thoải mái. Chứ còn đi ăn xin á, thì cũng một cái vấn đề đó rất là khó khăn. Nhiều khi họ thương họ cho, thường họ cho thì họ cho cũng thương họ làm ở cái con này đấy. Vì sao mà con nó bị như thế này, cũng vì sao nhiều khi họ cho một đồng á, thì họ ngồi họ nói nhiều lắm không ạ. Nhiều con khó nghe lắm cho nên em cũng biết rồi. Chứ trong nên bà chị đó còn thấy em tội quá, em đi ngoài đường họ tội quá thì bà nói là em vô đây phụ của chị là làm đi rồi một ngày á thì chị trả cho em 150. Ủa sao chị lại vô tình gặp chị đó? Dạ em đi chợ đi xuống dưới kia là em ở dưới quán cà phê Võng dưới Tân Phú, em ở dưới Tân Phú chuyển lên đây
Tại dưới trong phố là có cái phê võng thì nó ở nó chưa ở là dưới trong phố. Đấy là dưới dạ. Tại vì là chuyển lên trước đây thì em không biết chị đâu. Em không biết gia đình anh chị. Thì cũng cái anh trai ôm, anh Danh đúng không? Dạ đúng rồi. Thì có chụp hình ảnh của bé với chị đó. Thì nói là tới giúp bé quá, nhìn bé rất là thương. Thì em tới thì em cũng không có biết là đã có từng có kênh đã quay giúp đỡ chị. Và cũng không, sau khi em đăng tải lên thì nhận được rất là nhiều cuộc gọi và thông tin cũng như tin nhắn á. Giống như hồi nãy em nói đó đó. Đồng ơi, em xác minh lại hoàn cảnh này xem. Đã từng gặp chị này ở chợ bế con đi ăn xin. Và họ thì sống đây mai đó, là nhà không có mua sắm thiết bị hết gì hết á. Họ chỉ ở tạm đó 1 đến 2 tháng, họ lại dời đi chỗ khác. Như vậy cứ như vậy suốt vậy đó. Dạ không có anh. Là hồi trước kia là chồng em á, cũng dưới Bình Dương á. Vì chồng em dưới Bình Dương là lên đây làm thì em chồng em là làm có công ty mà. Làm với công ty là làm công ty xong là chồng em mới lên trên đây thì sau, không có nộp mất cái này về cái này dưới công nghiệp rồi lên trên đây là em gọi với mình dưới Tân Phú em chuyển lên đây là chuyển qua gọi là khách sạn Xuân Hoa đó là em chuyển qua đó là cái chủ đầu thì nó cho đóng là ngày 160, cái chủ mới thì nó bắt đóng là 2 tháng anh tháng nữa. Tại biết sao không chị, thì em nhận được những cuộc gọi và tin nhắn đó thì họ nói là người dân địa phương gần chị. Thì em mới tá hỏa ra, ôi yeah. Cái trường hợp này đồng tới quay giúp đỡ mà thì thấy chị nói là bé bị như vậy mà anh thì chỉ đi chạy xe thồ mà sao giờ lại nhận được thông tin là anh xin á, em tá hỏa luôn á chị. Dạ không có, em làm ở dưới Tân Phú mà em làm cứ là từng cách 2 tuần là em nghỉ luôn rồi. Tại vì anh chị cũng biết là giờ là xã hội giờ ngoài đường đó chăn dắt trẻ em rất là nhiều anh dạ, ha rồi. Cứ bế những cái trẻ em tật nguyền hay là trẻ em nhỏ xíu bú nằm dọc đường á, nên là nhiều khi họ gọi điện cho em xác minh là xem là chị có phải như vậy không. Là nhiều khi em cầm cái quần áo đi để cho thay cho cháu, là em cái sách có một cái túi sách nhỏ nhỏ là em hay đi, là sáng em đi là cứ 2 giờ cứ hôm 2 giờ hơn 1 giờ mới về cũng có. Là cứ họ là đi là mang đồ đi theo cháu, nhiều khi là thay tắm cho cháu luôn. Nhiều khi họ đi là nghĩ là em đi chỗ đó, nó không phải là em đi làm trên đó. Bà chị đó còn đồ vừa rồi em bà về đó và còn cho em cả thùng sữa cho con em nữa. Là chị làm buổi tối hả? Dạ không, em làm buổi sáng. Sao bữa hôm trước em ghé thăm thì hỏi chị thì chị nói không có làm gì? Dạ cũng có làm, nhưng em làm xong nghỉ thôi. Em làm nghỉ rồi em giờ em chuyển qua buổi tối. Dạ cũng phức tạp không? Nói chung là câu chuyện cũng khá là phức tạp luôn. Khi thì chị nói là đi làm, bữa hôm em phỏng vấn chị thì chị nói đi làm, không đi làm, ở nhà dưới ba bé. Dạ đúng nhưng rồi. Hôm nay chị lại nói đi làm ban ngày. Đi làm ban ngày thì em mới làm đấy thôi, mới làm 2 tuần trước đây. 2 tuần trước đây thì cũng có mới đi là do là em không có bệnh ấy, là bệnh em cũng chả hiểu bệnh. Đấy là cũng có đi làm đi làm. Ai gọi điện đi nhưng kiểu bố mẹ. Dạ thật sự giờ thì em cực kỳ rối luôn. Là rối từ cái công việc của chồng chị này, bữa hôm chị nói chạy xe thồ mà anh thì nói là cầm xe thồ rồi làm một công việc khác rồi sau đây gọi điện ví dụ mà nói cái gì cũng con dạ. Biết rồi giờ đến cái công việc của chị, bữa hôm chị nói không có làm gì hết giữ ba bé mà em nhận được thông tin của chị là giờ lại nói là có đi làm thêm. Dạ em là cũng có làm nên là giờ hiện tại em rất là rối bời. Bây giờ hai vợ chồng có 3 người con mà lại không có giấy kết hôn, hiện tại thì trong sổ hộ khẩu thì không có tên 3 người con thì em không biết sao luôn. Cái này thì nói chung là hiện tại thì khi em đăng tải video lên rồi thì cũng được một số quý cô chú anh chị á gửi quà cho ba bé, thì hoàn cảnh khá là phức tạp, giờ đồng cũng không biết nói sao, nhưng mà đây là tấm lòng của quý nhà hảo tâm thì đồng cũng trao cho ba bé, hy vọng cái số tiền này á thì đủ cho ba mẹ con với anh nhá, có thể về quê ăn Tết anh ha. Giờ thì chi phí về quê thì hết nhiều không chị ạ? Dạ, xe cũng mấy cũng lấy về lấy chắc không bao nhiêu. Dạ dạ. Em nhiều khi em cũng chả hiểu. Thì là nói cái gì là cũng vâng em biết được cái gì. Nên mà xong mới hỏi xong là nói kiểu khác thì. Dạ thì thương tình thương đây là thương dành cho bé trai.
thì quý nhà hảo tâm cũng gửi về một ít tiền á để giúp cho bé trai á chị. Thì câu chuyện gia đình mình thì em cũng chưa hiểu lắm, rất là phức tạp luôn. Dạ, thì em xin phép đọc quý nhà hảo tâm đã gửi số tiền về giúp đỡ cho hai anh chị, đó là chị Tuyền 5 triệu đồng. Chị Kỳ Diệu Hiền 500 ngàn đồng. Anh Danh 100 ngàn đồng. Cô Lan ở Mỹ 100 Canada, đổi ra được là 1.750.000 đồng. Chị, một chị gái giấu tên ở Mỹ gửi 2 triệu đồng. Một chú giấu tên chú này thì xin gửi gia đình mình 500 ngàn đồng. Như vậy tổng số tiền mà gửi về giúp đỡ cho gia đình mình giúp đỡ cho gia đình mình và bé trai là 9.850.000 đồng. Em sẽ làm tròn thành 10 triệu chị ha. Vâng, em gửi rất nhiều ạ. Dạ. Tao bé lại đây nhận tiền này, lại đây. Đây đây con. Con gái, ngồi đây. Con trai lại chú cho tiền mình mua bánh này con, này. Đây đây ngồi xuống. Ngồi xuống với mẹ, chị ôm bé đi. Này này này. Quay lên kia, bên kia. Dạ quý cô chú anh chị, đây là tình thương của quý cô chú anh chị, quý nhà hảo tâm nhờ đồng trao đến cho gia đình anh chị và đặc biệt là thương cho bé trai này này. Hiện tại thì rất là bị mặc cảm chị ha. Một bữa hôm chị chia sẻ đó, thì đi ngoài đường thì ai cũng sợ, những đứa trẻ mà gặp bé thì cũng phát sợ luôn chị ha. Dạ, thì số tiền đây là 10 triệu đồng, chị đếm lại giùm em đi. Bà đếm em bây giờ em muốn đếm đi. Anh đếm giùm em đi. Đếm đi. Đếm đi em... Đếm đủ 10 triệu không? Đủ thì em số tiền là tổng là 9.850.000, thì em làm tròn thành 10 triệu. Thì hy vọng số tiền này thì gia đình mình sẽ có tiền về quê, bắt xe về quê ăn Tết chị ha. Vâng. Tiền này thì đủ về quê không ta chị? Tiền xe đủ không? Dạ em cũng biết mà anh, do mà cũng gần đây từ đây về Đắk Lắk cũng không mất đi có mấy tiếng. Dạ. Chắc vé về Đắk Lắk thì tầm mấy trăm ngàn mấy? Đủ thôi. Đủ 10 triệu chưa? Dạ. Số tiền này là 10 triệu đồng của quý nhà hảo tâm, thì em xin phép đọc lại danh sách chị ha. Vâng. Đó là chị Tuyền 5 triệu đồng, chị Kỳ Diệu Hiền 500 ngàn đồng, anh Danh 100 ngàn đồng, cô Lan Nguyễn 100 Canada đổi ra được là 1.750.000, một chị gái ở Mỹ là 2 triệu đồng, một chú giấu tên là 500 ngàn đồng, tổng như vậy là 9.850.000, thì em làm tròn thành 10 triệu chị ha. Vâng, em cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ, chị có gửi lời gì đến quý ông bà của bạn? Em cũng em chồng cảm ơn các cô dì chú bác đã giúp cho em một số tiền này để về quê ăn Tết. Em rất là chúc cô dì chú bác Tết mạnh khỏe ạ. Dạ. Thì hy vọng thì số tiền này thì là một cái niềm vui gì đó nho nhỏ ngày sắp Tết chị ha, để vâng, gia đình mình có thể về quê đoàn tụ cùng ông bà chị ha. Vâng, tôi cảm ơn các cô dì chú bác rất nhiều ạ. Dạ. Thì hoàn cảnh gia đình thì em cũng ví dụ như chị ở quê thì em tới thăm quê thì dễ xác minh là hoàn cảnh đúng hay không, còn ở đây thì ở trọ thì nay đây mai đó thì cũng không ai nắm được về hoàn cảnh của chị. Chỉ là hỏi xung quanh thì họ chỉ nắm được sơ sơ chị ha. Dạ. Thì em cũng muốn xác minh vậy, nếu mà những cái câu từ em hỏi nếu mà có gì mà không phải thì mong anh chị bỏ qua cho em nhé. Tại vì cái này cũng là thắc mắc của rõ ràng của những quý nhà hảo tâm, quý cô chú anh chị xem kênh nhé. Thì em cũng là những câu hỏi của quý cô chú anh chị gửi về em, thì em cũng tới hỏi gia đình thôi chị ha. Vâng. Dạ. Chị có buồn gì em không? Dạ không. Dạ. Thì chắc đồng cũng xin phép kết thúc video tại đây. Đồng cũng thay mặt gia đình anh chị và ba bé gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý nhà hảo tâm. Kính chúc quý cô chú chị thật nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Hẹn gặp quý cô chú chị ở những video tiếp theo của đồng. Đồng và gia đình chào quý cô chú chị. Dạ con. Chào bà, ông bà cô bác đi con. Chào ông bà cô bác. Chào ông bà cô bác. Dạ nha chị. Vâng.